Chào tất cả anh em nhé, mình là thiết bị VNC. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sửa cái số vít hơi mà nó không chạy anh em nha, hoặc là chạy nhưng mà ra hơi nhiều nhưng mà xuống rất là yếu. Đây, mình đâm hơi mình thử cho anh em xem nha. Cái này là nó rất là chạy, nó khẹt khẹt khẹt, còn nó ra chúng nó chạy rất là yếu anh em nha. Đó, mình bắn là nó không chạy luôn, rất là chậm, hơi rất là yếu. Thì mình sẽ hướng dẫn các anh em cách sửa nha. Thì cái này á, có nghĩa thì anh em kiểm tra mà anh em thấy nên này, cái đầu này anh em rút lại rút xuống mà nó lỏng này, anh em thấy lỏng không? Đó, có nghĩa là con ốc mà chặn cái có một ốc xiết ở trong á, nó chặn cái để nó giữ cái kín hơi anh em. Nó bị lỏng cho nên là bây giờ mình phải tháo cái này ra này để mình siết ốc phía trong lại. Cái này nó đơn giản anh em chỉ cần cỡ tầm 5 phút là xong anh em nha. Thì đầu tiên là anh em phải tháo cái này ra thì anh em sẽ dùng cái kìm bấm chết hoặc là cái kìm mở lít răng anh em. Cái này thì mình tháo sẵn rồi để mình làm như anh em nó dễ, chứ còn nhiều lúc nó rít đó. Nhiều lúc nó rít cứng anh em phải dùng cái bó led nha. Đây nè, em tháo ra, em tháo này ra nha. Cái này thì cái ren nó vặn trên ngược so với cái ren bình thường anh em nha, có nghĩa là do vặn vô là nó ra mà vặn ra là nó vô á. Đây, em tháo nó ra nè. Cái này thì anh em tháo ra thì anh em nhớ có một cái lồng đèn lót nha, nhớ lát bỏ vô nha anh em. Thì sau khi tháo ra anh em nhìn phía trong nè, anh em dùng tay này, đây nó có một cái ốc giữ kín hơi, chặn để nó kín hơi này anh em thấy không? Này cái này nó đang lỏng này, có nghĩa là anh em dùng tay nhưng mà anh em xoay nhẹ là nó vẫn chạy này. Cái này thì nó vẫn ganh ngược nha anh em vặn vô là ra mà ra là vô nè, nó ganh ngược. Thì cũng chính vì nó lỏng cái này cho nên là kín hơi nó không kín, hơi nó lọt ra ngoài hết, cho nên là thành ra là xuống nó yếu, hoặc là nó không chạy luôn, hoặc là nó bình thường nó chạy nhưng mà khi anh em bắn vít á là nó không chạy luôn, đứng rất là yếu, không đủ lực nên nha. Thì anh em kiếm cho mình một con ốc như thế này nè, ốc mà cái đầu lục giác ngoài này nên nha, cái đầu lục giác ngoài này mà nó vừa cái lỗ này nè, cái này người ta có để cái lỗ lục giác này nè, không anh em kiếm ốc như thế này nè, anh em để vô để anh em mới vặn được nha anh em nha. Sau khi để vô thì anh em sẽ dùng cái này là mình dùng cờ lê 19 này anh nha, mình vặn siết nó lại nha anh em. Cái này thì vặn vô là ra mà ra là vô nha anh em, cho nên là mình cái vặn ngược lại, cái này nó đem ngược nha, mình vặn ngược lại, cái vặn sau cảm giác nó cực cứng mà nó siết mà nó cứng tay á là ok nha anh em. Nó chỉ mỗi số vít thì nó chỉ mỗi là lỏng cái ốc siết phía trong thôi là nó sẽ bị không kín hơi, mà không kín hơi thì súng nó yếu hoặc là nó không chạy luôn. Đó, nó chỉ mỗi cái cách đó xử lý thôi. Nên sau khi anh em siết lại xong thì anh em kiểm tra thấy nó kín này là được. Sau đó xong thì anh em phải lắp cái lồng đèn vào anh em nha. Đây, anh em lắp cái lồng đèn vào. Sau khi lắp cái lồng đèn lót xong thì anh em lắp cái này lại. Cái này thì nếu một số nào anh em kỹ thì sẵn anh em mở ra anh em vệ sinh này. Vệ sinh sạch sẽ xong anh em bôi mỡ vào những cái búa ha, cái búa phía trong á, cái này để nó bền hơn anh em nha. Còn không thì thường xuyên anh em phải tra dầu cho nó, rồi sau đó thì mình lắp lại thôi. Nó thì nó đơn giản thôi anh em, mình làm chỉ anh em không biết thì lần đầu có thể làm 15-20 phút, chứ mà biết rồi thì anh em làm chỉ cần trong vòng 2 phút là xong, xử lý được anh em nha. Cái này thì mình xử lý được cho khách tại chỗ, nhưng mà mình cũng đem về, súng là súng của khách nha anh em, mình đem về để mình sẵn làm video luôn cho anh em. Sau đó xong thì anh em cứ siết lại, anh em siết lại xong, siết lại xong thì siết tay thì anh em tốt nhất là anh em dùng cái kìm chết hoặc là mô lít răng để mình siết cho nó thiệt là chặt nha anh em, nó chặt nó không có ra. Mặc dù cái này nó là ren ngược cho nên nó không ra ốc đâu, nhưng mà tốt nhất là mình phải siết chặt
bởi vì nó không phải là không ra, nhưng mà càng chặt thì nó càng lâu ra hơn. Rồi sau khi mình xếp xong thì mình sẽ thử lại nha. Giờ mình sẽ lóc nó lên nha, mình cho nó chạy nha. Anh em nghe cái tiếng súng nó sẽ khác đi. Số 2, số 3 này. À, sau khi sửa xong không? Rồi thì mình vừa hướng dẫn xong cho anh em cách khắc phục sự cố. Cái này thì nó cũng không có khó khăn gì đâu anh em, đơn giản thôi, gọi là khắc phục sự cố chứ không phải là sửa gì. Nó chỉ là nó lỏng cái ốc xít phía trong thôi, ốc xít phía trong để mục đích là để xít, để nó kín cái hơi vào những cái lá mía, lá phít phía trong á, để nó đủ cái lực hơi để nó mới đẩy những cái búa đập này phía trên này. Còn nếu mà nó ốc nó không xít á, chặt á, thì nó lỏng á, thì hơi nó sẽ đi ra ngoài hết. Và những cái lá mía giống như những cánh quạt anh em, nó không có làm việc đủ cái hiệu suất thì nó không có đủ cái lực để nó đẩy đặt vào cái búa, những cái búa phía trên này, thì thành ra là súng mình rất là yếu, hoặc là nó lậu hơi nhiều quá, nó lỏng quá thì nó lậu hơi nhiều quá là súng nó không chạy luôn, hoặc là nó chạy lúc không anh em nha. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Cái này thì nó đơn giản thôi, còn anh em nào cần tư vấn thêm hoặc là cần trong quá trình sửa chữa mình gặp vấn đề gì thì cứ alo mình nha, là thiết bị VNC, Zalo là 0911600357 nha anh em. Chào tất cả anh em nhé, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Anh em nào xem video thấy hay thì cho mình một like, chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, subscribe giúp mình nha. Chào tất cả anh em nha.